Chào các em đến với bài học trực tuyến môn thể dục khối lớp 7. Nội dung tuần này là chạy bền và ôn tập thi học kỳ 1. Yêu cầu ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, 2 lần hít vào, 2 lần thở ra. Ôn 2 trong 8 câu của đề cương thi học kỳ 1 mới các em cùng tham gia buổi học. Mời các em xem video chạy. Nội dung này sẽ theo suốt các em 4 năm cấp 2 nên các em chú ý. Như nâng tôi bay lên lơ lửng. Như nâng tôi bay lên lơ lửng. Phải đưa đến những bến bờ xa lạ. Những bến bờ xa lạ. Chấm. Trước mắt tôi phải. Chấm. Trước mắt tôi phải. Trước mắt tôi phải. Thở khi chạy bền. Mời các em ôn lại bài học cũ. Phần 2 là ôn thi học kỳ 1. Thứ nhất, hình thức thi là lý thuyết.
Thứ hai, số câu hỏi là 4 câu thi trên 8 câu ôn tập. Thứ ba, nội dung là từ đầu năm đến giờ. Thứ tư, thời gian thi. Theo lịch của nhà trường, thì trong tiết thể dục. Hôm nay thầy ôn cho các em 2 câu. Mời các em theo dõi và ghi chép. Một, em hãy cho biết thực hiện tốt các nguyên tắc nào để tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. Để các em xem lại bài cũ để có câu trả lời. Câu 1, em hãy cho biết thực hiện tốt các nguyên tắc nào để tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. Trả lời. Để tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, chúng ta cần thực hiện tốt các nguyên tắc sau: nguyên tắc vệ sinh, nguyên tắc hệ thống, nguyên tắc vừa sức, nguyên tắc tăng tiến. Câu 2, em hãy cho biết cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. Mời các em xem lại bài cũ để có câu trả lời.
Ô hai, em hãy cho biết cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao. Lời. Để phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, chúng ta cần: khi bắt đầu một buổi tập hoặc trước khi thi đấu, nhất thiết phải tiến hành khởi động cho tốt để đưa cơ thể thích nghi dần với trạng thái vận động. Trong buổi tập cần tập từ nhẹ đến nặng, từ đơn giản đến phức tạp dần, không tập các động tác khó, nguy hiểm khi không có người hướng dẫn, bảo hiểm nên mặc trang phục thể thao khi tập. Không ăn uống nhiều ngay trước và sau khi tập. Trong quá trình tập luyện hoặc thi đấu, nếu thấy sức khỏe không bình thường, cần báo cáo đến giáo viên biết và có biện pháp xử lý phù hợp. Trước khi kết thúc buổi tập hoặc sau khi thi đấu, nhất thiết phải tiến hành hồi tỉnh để đưa cơ thể từ trạng thái động về trạng thái bình thường bằng một số động tác thả lỏng. Dặn dò 1. Xem và ghi lại 2 câu hỏi và 2 câu trả lời để chuẩn bị cho bài thi học kỳ 1. 2. Em nào chưa làm đủ 4 bài kiểm tra, liên hệ thầy để bổ sung. Zalo 0973 227 217. Buổi sau sẽ tiếp tục 6 câu hỏi ôn thi. Các em nhớ đi học đầy đủ.